Trời ơi, đói thì đói vừa thôi. Xuống nào. Thôi ông đi qua hỡi bà đi nào. Ông ơi, ông làm phước cho con xin một đồng đi ông. Nhà con dạo này nghèo đói lắm. Từ sáng đến giờ con chưa có gì để ăn cả. Con đói quá. Con cảm ơn ông ạ. Bà ơi, bà con xin đồng. Bà chỉ cần bớt một chiếc váy thôi. Bà cho con xin một đồng đi ạ. Ôi, con cảm ơn bà. Bà này hào phóng thế. Cho hẳn á, 50 ơ cơ. Hôm nay mình xin được khá khá đấy. Ông ơi, con xin đồng. Ông cho con xin một đồng ạ. Nhà con giờ khó khăn lắm ạ. Vâng ạ, con cảm ơn ông ạ. Hôm nay đi hết rồi. Hôm nay mình kiếm được khối đi chứ nhỉ. Hôm nay đúng là ngày thật là hên ý. Đoán là 50 đồng thôi. Đấy, làm gì ra bây giờ? Ông ơi, ông con xin ông ạ. Bà con xin một đồng ạ. Một đồng ạ. Sao lại ngồi đây thế này? Em nhầm người, chị có phải mama đâu. Mama. Mama sao? Ừ, đấy. Em thấy chị bây giờ khổ không? Đấy, không có tiền ấy. Tại vì là không chịu học hành, không đi học. Thế thì chẳng có tiền. Chị đói lắm. Em thương chị, em cho chị xin một đồng đi. Mẹ em cho một đồng rồi. Em mua hai quả trứng rồi. Không có tiền à? Thế không tiền thì ngồi hỏi làm gì? Em chỉ có hai quả trứng thôi. Em đang đói. Thôi được rồi, hai quả trứng cũng được. Cho chị nốt hai quả trứng đi. Lần sau ấy, có tiền mang ra đây cho chị nhá. Bây giờ chị ở đây đói lắm. Em ở nhà em không có cơm ăn cơ. Đâu trứng đâu? Đấy, cái quả phát thì mới biết được. Trứng gì đấy? Ăn được luôn không? Đúng rồi. Ăn được luôn không? Có. Thế sao mà không có tiền? Xin nha, chị cảm ơn nha. Hai quả trứng này à? Ôi, trứng thơm thế. Ôi mà sao trứng gì nó bé này á? Ăn được luôn không? Mà trứng chim cút à? Bé nhỏ. Vừa lúc xong. Vừa lúc xong à? Vẫn ăn được đúng không? Hả? Chị ăn cái chị đói lắm từ sáng rồi chưa ăn gì cả. Trời ơi, đói thì đói vừa thôi. Xuống nào. Cảm ơn quả như này thì chả biết. Tại chị đói quá. Chị cứ tưởng nó bé. Chị cho vào cổ họng chị nuốt. Thế là nó nằm ở đây luôn. Ôi, chị đói quá. Em không biết đâu từ sáng à. Chị đã ăn gì đâu. Thôi, đứng lại. Em đưa về nhà em cho ăn cơm. Thật á? Em cho chị về nhà ăn cơm thật á? Cảm ơn nhá. Ngày hôm nay ăn cơm với gì? Cơm với thịt. Ôi, mẹ bảo mẹ mua gà đi. Chị thích ăn gà cơ. Chị không ăn thịt đâu. Gà? Ừ, chị chỉ thích ăn gà thôi. Đã ăn mày rồi lại còn thích ăn gà nữa. Ôi, ăn mày thì cũng phải ăn gà chứ. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại.